nhiều người dân ở khu phố 3 phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bao vây một doanh nghiệp xử lý rác đào hố xả thải ngay giữa khu dân cư. Vụ việc bị phát hiện vào ngày hôm qua khi công ty này cho xe xúc đào một hố sâu gần 10m, rộng 30m² và dẫn nước thải bẩn về đây để xả bỏ. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1, một số người dân sống ở tổ 10, khu phố 3, phường Trảng Giài, khu vực gần công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh, phát hiện một xe cuốc đang đào một hố sâu và rộng hàng chục mét như thế này. Đáng nói, hố sâu này nằm phía ngoài tường rào công ty, gần khu dân cư, với mục đích để đưa nước rỉ rác từ bên trong nhà máy ra để chôn lấp. Bức xúc trước việc gây ô nhiễm môi trường do công ty gây ra lâu nay và sự việc sáng nay, hàng chục hộ dân đã ngăn việc đào hố, bảo vệ hiện trường và trình báo với cơ quan chức năng. Thế thì anh đào đây là từ lúc 5 giờ sáng chứ không phải là bây giờ nữa. Thế xong anh gạt thì vì kia có một cái ao mà nước rác 3 năm nay vẫn chảy đầy đấy, chảy đầy ra ngõ, bây giờ người ta nấp ngõ, động lại thành cái ao. Thì các anh mang 3 cái xe đất bằng cái A, 2 xe đất gác, 4 tấn anh đổ kia xong anh đào cái rãnh đào đây luôn, anh gạt này. Bên Đồng Xanh nhá là đã là mấy năm trước là cho trả nước lại cho dân để mà cho dân thôi là sử dụng. Mà đến bây giờ là 5 tháng nay là cắt nước của dân. Trước sự việc trên, đại diện công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh đã có mặt tại hiện trường để giải thích cho người dân và thừa nhận đây là việc làm sai trái của doanh nghiệp, đồng thời khắc phục bằng cách hút nước dưới hố vào lại trong khu vực hồ chứa của công ty và cho công nhân lấp hố sâu vừa mới đào. Đại diện doanh nghiệp cũng cam kết sẽ khắc phục việc rỉ nước từ nhà máy rác ra khu dân cư trong vòng một tuần. Cái này á, nó là một sự sơ sót của anh em thế này, nó rửa ba cái bồn. Thì nó lại, thay vì nếu mà rửa cái nước đó, tại vì nó nghĩ là cái nước đó nó không độc hại. Do đó thay vì nếu mà nó bơm vô cái hồ để mình xử lý nước thì cái chuyện nó ổn. Nhưng mà nó chủ quan là nó thấy cái nước này không có vấn đề gì cả. Thôi thì sẵn có cái hồ nước mưa đây thì cứ bơm ra ngoài đó. Từ đó nó mới có chuyện sơ sót vậy. Thành ra là cái chuyện này là cái chuyện là do lỗi là doanh nghiệp. Thành ra doanh nghiệp mới thấy vấn đề này. Bây giờ doanh nghiệp sẽ toàn bộ sẽ khắc phục trong vòng một tuần để xong để giải quyết chuyện này. Làm sao cho nước nó sẽ không còn chảy ra ngoài này. Ủy ban nhân dân phường Trảng Giài đã tiến hành lập biên bản tại hiện trường, đồng thời báo lực lượng cảnh sát môi trường công an Đồng Nai tiếp tục làm rõ vụ việc. Được biết, công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh nằm trong danh sách đen gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thuộc diện di dời khỏi đô thị và thời hạn cuối cùng được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ấn định là ngày 31 tháng 12 năm 2017. Như vậy, trong thời gian 3 năm nữa, người dân địa phương sẽ vẫn phải tiếp tục gánh chịu những hệ lụy môi trường do doanh nghiệp này gây ra.